con cung thỉnh quý thầy cùng toàn thể đạo tràng trang nghiêm hướng về lá cờ Phật giáo, cử hành đạo ca. Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè năm 2019 tại chùa Bái Đính, quang lâm phát biểu khai giảng, chia sẻ về ý nghĩa về nguồn và tiêu điểm của khóa tu. Chúng con xin thành kính cung thỉnh quý Thượng tọa. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, lãnh đạo ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị lãnh đạo đại diện cho các sở ban ngành của tỉnh, cũng như huyện Gia Viễn, cũng như xã Gia Sinh sở tại, thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các em học sinh. Trước hết, chúng con xin thành kính tri ân tới mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ đã gia hộ cho thời tiết đang nắng nóng như đổ lửa. Và từ hôm qua đến nay, có thể nói là từ vân biến phú, mây lành phủ khắp, để cho tất cả các khóa sinh được mát mẻ, yên tâm tham gia khóa tu. Buổi sáng hôm nay, sáng sớm tại trước điện Tam Thế, khi các em học thuộc bài Cảm ơn, thì cái câu đầu tiên đó là câu cảm ơn trời đất. Có lẽ cái sự thành tâm của các em đã vang vọng tới trời xanh. Thế nên từ sáng đến bây giờ thì thời tiết lại càng mát dịu. Đúng như trong kinh nhà Phật có nói, người mà có tâm thiện, người mà làm nhiều việc phúc thiện thì sẽ được chư thiên, thiên long bát bộ và các thiện thần ủng hộ. Tất cả các em khóa sinh về đây tham gia khóa tu đều với cái tâm hướng thiện, cho nên đã được mười phương chư Phật gia hộ. Và cũng nhân đây, lời đầu tiên thì cho phép con xin được gửi tới chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức tăng ni, lời kính chúc pháp thể khinh an, bồ đề tăng trưởng, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành,
chúc tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các em khóa sinh luôn thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, mọi sự cát tường như ý. Chúc cho khóa tu của chúng ta thành công viên mãn. Kính lạy mười phương pháp. Kính lạy mười phương tăng. Kính lạy mười phương tăng. Hôm nay con trẻ dạy thờ. Hôm nay con trẻ dạy thờ. Cho lòng con biết thương yêu. Cho lòng con biết thương yêu. Để con giúp đỡ được nhiều tha nhân. Dòng sông tươi mát khô cạn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về. Tên là gì thầy phải hỏi mẹ nó chứ? Đi vô ngã, rời xa tham sân vô minh, lòng ta sáng ra con tim vì tha thiết. Tha tô A Di Đà sống vui tràn hòa. Tôi che em như nụ hoa ngàn ngà hương toa. Tôi che em như phù sa ấm ấm quê nhà, thương tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Trời tươi sáng, tôi che em như dòng sông tươi mát khô cạn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thêm than bình an, vững tin câu kinh đạo. Với khóa tu mùa hè về nguồn năm 2019 tại Bái Đính thì em rất là vui khi mà được hỗ trợ quý thầy trong việc là hướng dẫn các bạn các động tác thể dục buổi sáng cũng như là phụ sự một số các công việc khác. Thì trong cái công tác làm chứng trưởng đúng không? Thì Linh cảm thấy có những cái khó khăn nào? Thật ra thì khó khăn thì nó cũng có một số khó khăn. Tuy nhiên thì đa phần thì quý thầy đều có hướng dẫn hỗ trợ chúng em và chỉ thêm để bọn em có thể làm tốt công việc của mình. Những cái hoạt động đầu tiên thì đa phần em thấy nó đều bỡ ngỡ. Ví dụ như phải làm quen với các bạn mới này, rồi là giúp các bạn gắn kết với nhau này, hay là một số các cái hoạt động trong cái việc điều phối. Ngày đầu thì còn hơi xa lạ một tí nhưng mà về sau thì rất là tốt, các bạn rất là dễ thương. So với những khóa tu trước thì với khóa tu này thì em thấy là quý thầy thì luôn luôn đổi mới ấy, với mong muốn là mang tới cho các bạn có những cái gắn kết hơn, cái thay đổi hơn so với những khóa trước. Thì khóa này em cảm giác là các bạn này vui hơn, gắn kết với nhau hơn và cảm giác là tinh thần làm việc của các bạn rất là tốt. Dạ thưa chị, ấn tượng đầu tiên của em là về sự thoải mái tự nhiên của các thầy, và các thầy thật sự rất gần gũi với khóa sinh chứ không xa lạ như mọi người suy nghĩ, thường suy nghĩ. Và điều ấn tượng thứ hai là các bạn bè thì thật sự là mọi người vào đây ý thức trở nên rất là tốt và thân thiện hòa đồng với mọi người. Chị là lúc đầu thì mình sẽ khó hơn vì mình phải sống tự lập mà, và nhưng mà dần dần thì mọi chuyện sẽ ổn mà, mình quen dần. Dạ, sau khi tham gia khóa tu này đến ngày thứ 5 rồi ạ, thì bọn em cảm thấy là khóa tu trong 6 ngày này rất là ý nghĩa ạ. Và bọn em muốn khóa tu kéo dài hơn ạ. Lúc mới đầu thì cũng có hơi chút bỡ ngỡ ạ, bởi vì là đầu tiên em tham gia khóa tu ạ, nhưng mà được sự giúp đỡ của các thầy và các bạn, thế nên là mọi người hòa nhập với nhau rất là dễ dàng và
vui vẻ. Trong những ngày qua thì chúng em được các thầy cô tận tình giúp đỡ trong 5 ngày thì em cảm thấy là các thầy cô đã hy sinh cho chúng em rất là nhiều ạ. Bởi các thầy cô chăm lo cho chúng em từng giấc ngủ, từng bữa ăn ạ. Các thầy cô chỉ dạy cho chúng em tất cả mọi điều trong cuộc sống, từ cách đi lại, cách ăn uống, những hoạt động và những ngay cả những cái cử chỉ rất là đơn giản thôi ạ, thì các thầy cô cũng chỉ dạy bọn em tận tình ạ. Bây giờ là tới ngày thứ 5 rồi thì chỉ còn một ngày nữa chúng em được ở đây với các thầy, các cô, với các bạn ạ. Thì em cảm thấy rất là cảm giác rất là hụt hẫng ạ, bởi vì sắp phải chia tay các thầy các cô rồi. Em muốn gửi tới các thầy cô lời cảm ơn từ tận trong đáy lòng ạ, bởi vì các thầy cô đã giúp đỡ chúng em như các như người bố, người mẹ, tận tình chỉ dạy các con ạ. Em đã tham gia khóa tu lần thứ 3 rồi ạ. Thì 2 lần trước thì em tham gia ở những ngôi chùa nhỏ hơn, đây là lần đầu tiên em tham gia một khóa tu mà quy mô lớn thế này ạ. Dạ, em học được rất nhiều điều, thứ nhất là cách quan tâm đến người khác, bởi vì cương vị của em là một huynh trưởng thì phải biết quan tâm đến từng người một trong chúng của mình, biết lắng nghe, thấu hiểu. Và em học được rất nhiều điều từ các quý thầy, nhất là sự từ bi của các quý thầy ạ. Dạ, tất cả những khó khăn thì đều không đáng kể, bởi vì em cảm thấy là tất cả các bạn đến đây thì đều với tâm trạng là sẵn sàng học hỏi và luôn luôn biết lắng nghe, biết quan tâm đến người khác ạ. Dạ, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái công tác tổ chức khóa tu lần này thì là một người cùng với quý thầy trong ban tổ chức xuyên suốt từ những ngày đầu. Thì cái khó khăn đầu tiên mà chúng ta nhận thấy đó là về thời tiết. Thời tiết mùa này nó khá nóng, thế nên khi các em di chuyển, ngủ nghỉ nó cũng có những cái mà chưa được tốt. Vậy nên ban tổ chức đã cố gắng làm sao để mà lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho các bạn nó được thật là tốt nhất trong khả năng có thể của ban tổ chức. Đồng thời thì ban tổ chức cũng tùy theo sức khỏe của các em để mà lên một cái khung chương trình phù hợp cho từng ngày. Mặc dù các khó khăn nhưng mà ban tổ chức luôn luôn khắc phục một cách tốt nhất để mà đưa đến khóa tu thành công tốt đẹp. Và trên hết đó là Thượng tọa Thích Minh Quang luôn luôn sát sao, tận tình hướng dẫn, động viên, thăm hỏi, giúp cho các bạn khóa sinh cảm thấy vui, hạnh phúc và an lạc, học được những điều bổ ích trong khóa tu đợt này.
đây là khóa tu lần thứ 7 của chùa Bái Đính, tức là khóa tu lần thứ 2 của năm 2019. Và khóa tu này thì đã có hơn 1.300 các em học sinh, sinh viên đến từ 31 tỉnh thành trong cả nước. Các em về đây từ ngày 14 tháng 7 và khóa tu sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 7. Thì trong một tuần các em ở chùa thì các thầy hướng dẫn các em về đạo đức, lối sống, về các cái kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp. Và các em còn được hành thiền, ngồi thiền. Và hàng ngày thì các em có rất nhiều các cái vui chơi ở trong cái khóa tu lần này. Và về với khóa tu thì các em được trải nghiệm rất nhiều điều bổ ích. Có thể nói là trong những năm qua thì chùa Bái Đính đã tổ chức đến năm nay là khóa tu thứ 7. Thì có tới cả hàng chục nghìn em học sinh, sinh viên của các tỉnh thành đã về đây tham dự khóa tu. Và các em đã học được rất nhiều điều bổ ích, những điều hay lẽ phải từ các quý thầy đã truyền đạt cho các em. Và đó là những cái hành trang cho các em ở trong cuộc sống. Khi các em kết thúc khóa tu thì trở về với gia đình, và có nhiều em đã có những cái chuyển biến rất là tốt, biết nghe lời bố mẹ, nghe lời thầy cô, chăm ngoan học giỏi và nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội và đất nước. Cũng hướng tới cái ngày 27 tháng 7 là ngày kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, thì ban tổ chức và quý thầy cùng phối hợp với lại Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tối hôm nay tổ chức một cái đêm hoa đăng để cầu nguyện quốc thái dân an và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Các thầy cũng muốn hướng các em hiểu biết, nhận thức về cái lòng tri ân và biết ơn. Bởi vì nhà Phật thì luôn luôn nhấn mạnh đến bốn ơn, đó là ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, và ơn đất nước, tổ quốc, ơn thầy cô, những người đã dạy cho cái chữ, cái nghề, và ơn quần chúng, xã hội. Thì đêm hôm nay là cái đêm hoa đăng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thì để cho các em thấy được là chúng ta có được một cái cuộc sống bình yên, có một cái cuộc sống hạnh phúc thanh bình như ngày hôm nay, là biết bao nhiêu những xương máu của các bậc cha anh đã hy sinh nằm xuống vì cái nền độc lập thống nhất của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì đây cũng là một cái cơ hội để tuyên truyền cho các em thấy về cái tình yêu quê hương, đất nước và luôn luôn biết ơn. Bởi vì trong khóa tu thì các thầy hướng dẫn cho các em về các lối sống, trong đó có lối sống biết ơn. Các em nếu biết sống biết ơn đó thì các em sẽ thấy được là cái giá trị của cuộc sống nó như thế nào, và cần luôn phải tuyên truyền mạnh mẽ tới các em về cái tinh thần biết ơn. Vâng, hôm nay thì sẽ có các chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình và chư tôn đức tăng ni của hai cơ sở hạ của tỉnh Ninh Bình sẽ về dự, và có các quý vị đại biểu đại diện cho Trung ương cũng như là tỉnh Ninh Bình sẽ về dự cái đêm hôm nay. Và đặc biệt là có 1.300 các em học sinh, các em khóa sinh sẽ cùng với hàng ngàn ngọn nến để mà tri ân. Trong đó thì ban tổ chức có xếp một cái bản đồ hình Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa cũng như là quần đảo Trường Sa, và có chữ quốc thái dân an và chữ tri ân. Thì trong một cái bản đồ Việt Nam của chúng ta có đầy đủ cả Hoàng Sa, Trường Sa, có chữ quốc thái dân an, chữ tri ân, là cũng để nhắc nhở cho các em thấy đất nước Việt Nam chúng ta là rất là tươi đẹp, và đất nước của chúng ta không chỉ đất liền mà còn có cả Trường Sa và Hoàng Sa. Và cái chữ quốc thái dân an là muốn cầu nguyện cho quốc thái dân an, vì quốc gia có thái bình, nhân dân với an lạc. Và hai chữ tri ân là cũng muốn nhắc nhở đến tất cả mọi người, đặc biệt các em khóa sinh, phải luôn luôn có cái lòng tri ân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, hiện tại ekip truyền hình Phật sự Online TV chúng con đang có mặt tại chùa Bái Đính Ninh Bình, nơi đây đang diễn ra khóa tu mùa hè với chủ đề về nguồn. Có hơn 1.200 các em khóa sinh trong cả nước về tham dự. Quý vị thân mến, trong những ngày qua thì các em khóa sinh đã có những trải nghiệm tu học vô cùng bổ ích và ý nghĩa. Ngay bây giờ đây thì tại chùa Bái Đính Ninh Bình đang gấp rút chuẩn bị diễn ra buổi lễ đêm hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và ít phút nữa đây thì chúng con xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những thời khắc vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa của đêm hoa đăng được truyền hình trực tiếp bởi kênh truyền hình Phật sự Online TV. Các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kính thưa chư vị đại biểu, đại diện cho các cấp ủy đảng, chính quyền. Kính thưa quý vị Phật tử cùng toàn thể nhân dân. Lời đầu tiên, cho phép chúng con thay lời ban tổ chức xin gửi tới quý vị lời cầu chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là ngày lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm những người thương binh liệt sĩ đã hy sinh mất mát qua những cuộc chiến, qua đó tuyên truyền giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng từ trước tới nay. Đồng thời, phản ánh sự đánh giá của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với những gia đình đã có người hy sinh vì Tổ quốc, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ, Đảng ta đã lựa chọn lãnh đạo, phát huy tinh thần gia đình cách mạng gương mẫu, góp phần vào giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Công tác thương binh liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và nhân nước và nhân dân ta, tăng cường ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Ban tổ chức khóa tu mùa hè về nguồn, kết hợp với các cấp, các ngành, cùng các Phật tử và 1.500 khóa sinh đang tham dự khóa tu về nguồn lần thứ 7 tại Chùa Bái Đính, long trọng tổ chức đại lễ cầu quốc thái dân an, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Chùa Bái Đính. Các ca sĩ, nghệ sĩ với chất giọng du dương, thánh thót, qua các ca từ xúc cảm sẽ đưa chúng ta vào những giây phút sâu lắng để trỗi dậy tinh thần tri ân báo ân nhân dịp kỷ niệm trọng đại và ý nghĩa này. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ninh Bình Quê Mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến do nữ ca sĩ Tân Nhàn trình bày. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Sông bao năm âu yếm vô bao bờ, ai có đi xa đến tận cùng trời, hằng đêm vẫn nhớ thương về quê mẹ. Tóc xoa ngực trần tóc
phiến đông giữ trọn lòng trinh nguyên như rừng cục phương. Bởi có thương không thể hát bằng môi, em là cánh chim bay giữa bầu trời để được nhìn sâu nỗi nhớ ninh bình quê mẹ ơi. Về cố đô thăm mảnh đất tình người, sống với núi thành bài ca đất nước, biết đông làm chùa lấp lánh đồng mỗi lần thăm hoa lư trăm lần kính mỗi lần thăm hoa lư trăm lần kính yêu. Đã biết bao ôi mảnh đất mẹ hiền vang vọng kim sơn, chuông đỏ từng hồi khúc tình ca thương nhớ đầy vơi, ngọt ngào lời ru của mẹ Ninh Bình ơi, ngọt ngào lời ru của mẹ Ninh Bình trọng. Cảm ơn giọng ca của nữ ca sĩ Tân Nhàn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến và nhạc phẩm Bài Ca Không Quên sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Thanh Lam thể hiện. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả. Là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là cả mùa xuân tim không phải. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả. Là đồng đội tôi còn ôm súng sương núi, mẹ già môi mắt nhìn theo.
Xin trân trọng cảm ơn giọng ca của ca sĩ Thanh Lam. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Vết Chân Tròn Trên Cát, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, do các em khóa sinh khóa tu mùa hè về nguồn lần thứ 7 tại chùa Bái Đính múa biểu diễn. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thôi, mẹ tiễn con đến đầu làng là được rồi. Mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe. Con đi rồi nhất định con sẽ quay về. Anh đi bao giờ về? Mình. Anh còn chưa dạy bài hát cho em đâu nhá. Em cho anh nợ đấy nhá. Mấy đứa ở nhà nhớ phải ngoan. Anh đi rồi anh sẽ sớm về. Đây là bài hát của anh cho mấy đứa. Anh đi mạnh giỏi nhá. Bạn ơi, ra chơi rồi. Anh Quân kìa. Để em đỡ ba lô cho anh nhé. Anh ra đây kể chuyện cho bọn em nghe và hát cho bọn em nghe nhé. Bài hát có Trần Đánh không quên bên đồi. Bài hát có người lính biên cương thương mẹ. Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Về chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có đồng núi quê anh xa vời. Bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò. Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm cho hôm nay những dấu chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có Trần Đánh không quên bên đồi. Bài hát có người lính biên cương thương mẹ. Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Anh thương binh
sau chiến thắng lại trở về với quê hương. Cây nặng nhỏ và chiếc đàn guitar đã theo anh đi khắp xóm làng để hát lên bài ca về tuổi trẻ và cuộc đời. Về chân tròn vẫn đi về trên con đường cạn trăng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm cho hôm nay những dấu chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cán trắng bao la. Về chân tròn vẫn in hình trên con đường mòn cạn trăng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhạc phẩm Vết Chân Tròn Trên Cát. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý. Thưa toàn thể nhân dân Phật tử và các khóa sinh thân mến. Vào giờ này, mười phương chư Phật đã hiện tọa đạo tràng, hồn thiêng sông núi cũng hội tụ về đây. Toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính bái chào và cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý và toàn thể đạo tràng. Chúng ta khởi thân trang nghiêm hướng về lễ đài, niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, chào đạo kỳ và dành một phút tưởng niệm. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và quý vị khởi thân. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cử hành nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp đánh xa. Thank you.
Tưởng nhớ công đức to lớn của chư vị tiền bối hữu công, tưởng nhớ hương linh các anh hùng liệt sĩ, xin đề nghị toàn thể đạo tràng chúng ta dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã thông qua, thành kính cung thỉnh chư tôn đức, quý vị đại biểu cùng toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, thưa toàn thể hội chúng. Vào giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình của buổi lễ như sau. Một, niệm Phật cầu gia bị, chào quốc ca, đạo ca và một phút nhập từ bi quán. Hai, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. 3. Diễn văn khai mạc buổi lễ. 4. Ý nghĩa hoa đăng và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 5. Nghi thức niêm hương bạch Phật. 6. Là nghi thức dâng hoa đăng. 7. Cảm tạ và kết thúc chương trình. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức sáu phẩm. Kính thưa quý liệt vị. Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại lễ đài Trung Tân Điện Tam Thế Chùa Bái Đính, trong bầu không khí linh thiêng hào hùng của dân tộc, kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chùa Bái Đính long trọng tổ chức đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an và tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhằm ôn lại lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử trong các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hy vọng rằng với tâm niệm cao cả và tấm lòng thành kính, sự chú nguyện của chư tôn thiền đức tăng già, sự nhiệt huyết của chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị được thể hiện qua những bông hoa đăng, truyền qua hơi thở và ánh sáng trí tuệ, cùng nhau cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc, và thành kính tri ân những thương bệnh binh đã để lại một phần xương máu trong chiến tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Chúng ta cũng không quên công ơn sinh thành dưỡng dục của những người mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người con ưu tú cho nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Nguyện đem công đức này cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu nguyện cho các hương linh anh hùng liệt sĩ được trượng thừa tam bảo, sinh về cõi lành.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, nơi trận địa thì tan xương nát, mảnh hình hài mặc cho cỏ đất gió rung. Trước tượng đài tổ quốc ghi công, cả dân tộc mang ơn anh muôn thuở. Trải dài theo những thăng trầm của đất nước, với những cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, với tấm bia ghi những chiến tích vẫn còn lưu giữ tới ngày nay của ông cha ta. Từ hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, lớp lớp các thế hệ, những người con yêu nước đã xả thân để giành lại sự bình yên cho quê hương, cho đất nước. Từng đất đất chúng ta đứng hôm nay, từng ngọn cỏ cành cây, từng sông suối, đồi núi đều thấm đẫm sự hy sinh xương máu của các anh, các chị. Những người con yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình đã viết nên những trang sử hào hùng cho dân tộc. Mặc dù chiến tranh đã đi qua, nhưng những đau thương mất mát của các gia đình có con em liệt sĩ và thương bệnh binh vẫn còn đây. Hàng vạn ngôi mộ liệt sĩ vẫn chưa có tên, hàng vạn gia đình vẫn chưa tìm thấy các anh, và nhiều, nhiều hơn thế nữa, các anh ra đi và trở về với đất mẹ mà không để lại một kỷ vật, một dấu tích gì cho đời, đi có, về không. Anh tên gì hỡi anh yêu quý, không một hình, tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Tri ân và báo ân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và cũng là một trong những đạo lý cơ bản của người con Phật. Đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc. Lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước là một minh chứng. Khi tổ quốc lâm nguy, giặc dữ hành hoành, muôn vạn sinh linh lâm cảnh tang thương, đã có rất nhiều nhà tu hành cởi áo cà sa, khoác chiến bào, cùng ra trận để bảo vệ tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có rất nhiều nhà tu hành mặc áo lính cùng xông pha nơi trận tuyến chống giặc. Và rồi các nhà tu hành cũng xả thân và ngã xuống trên chiến trường. Người đời không rõ về họ, họ chỉ để lại tên pháp danh nơi cửa Phật cho đời. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, trong giờ phút linh thiêng và trang trọng này, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được đê đầu đỉnh lễ và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính và đón tiếp sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Bái Đính. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoàng Pháp. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Thượng tọa Thích Thanh Tình, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó chủ trì chùa Bái Đính, Trưởng ban tổ chức khóa tu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức Thượng tọa Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức Tăng Ni đang an cư kết hạ tại trường hạ 1, trường hạ 2 Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Về phía quý vị đại biểu khách quý ở tỉnh, ban tổ chức xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ông Lê Văn Kiên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Dương Đại Đồng, Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ, ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường. Trân trọng giới thiệu các vị lãnh đạo đại diện cho các sở, ban ngành của tỉnh, các vị lãnh đạo đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn và xã Gia Sinh sở tại, các gia đình thân nhân liệt sĩ, các gia đình thương bệnh binh cùng về tham dự xin được trân trọng giới thiệu chung. Trân trọng giới thiệu các cơ quan thông tấn báo đài của Trung ương, của tỉnh về tham dự và đưa tin buổi lễ và hơn 1.500 khóa sinh tham dự khóa tu mùa hè tại Chùa Bái Đính, các đạo hữu Phật tử thập phương cùng về đây thắp nến tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin kính chúc Chư Tôn Đức, quý vị đại biểu và toàn thể đạo hữu Phật tử thân tâm an lạc, chúc buổi lễ của chúng ta thành tựu viên mãn. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, vào giờ này thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh, nên tuyên đọc khai mạc diễn văn của buổi lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Bộ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thích Thanh Nhiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hiện Tiền Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể tín đồ Phật tử và các em khoa sinh thân mến. Phật giáo đã có mặt tại Việt Nam cách đây hơn 2.000 năm. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, dù đã phải trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng Phật giáo vẫn luôn gắn bó thủy chung và đồng hành cùng dân tộc. Thực hiện phương châm đạo Pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội và phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong những năm qua, tăng ni tín đồ Phật tử tỉnh nhà đã đoàn kết hòa hợp, trưởng dẫn đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, chung sức chung lòng cùng với đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam và tinh thần tri ân, báo ân của những người con Phật, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2019. Hôm nay, tại Điện Tân Thế Chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức đêm hoan đăng cầu nguyện quốc thái dân an và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây chính là dịp để chúng ta thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tỏ lòng tri ân sâu sắc tới công lao to lớn của chư vị tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Giờ này, trước Phật đài khói hương quyện tỏa, hàng ngàn hoa đăng đang lung linh tỏa sáng, ánh sáng của trí tuệ, tình thương yêu và lòng bi mẫn đang được lan tỏa khắp muôn nơi. Chúng ta hãy nguyện đoàn kết một lòng để xây dựng và gìn giữ giang sơn gốm vóc Đại Việt ngày càng hùng cường tráng lệ, đúng như lời Bác đã từng dạy: các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Chúng ta cũng thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiền Thần, chư vị tiền đế và anh linh các anh hùng liệt sĩ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, cho trời Nam đất Việt luôn đời đời bền vững, con lạc cháu hồng được mãi mãi vinh quang.
quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh. Trong giờ phút trang nghiêm và trọng thể này, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ cầu quốc thái dân an và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Kính chúc chư tôn đức tăng ni, chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể tín đồ Phật tử, các em khóa sinh luôn được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chúc cho đêm hoa đăng hôm nay được thành công viên mãn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin trân trọng cảm ơn. Thay lời ban tổ chức, chú con thành kính tri ân bài phát biểu khai mạc của Thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, trong giờ phút linh thiêng và xúc động này, xin kính cẩn dâng lên đôi lời tưởng niệm và sơ lược ý nghĩa hoa đăng, thể hiện tình cảm trách nhiệm của tăng ni Phật tử về thế hệ trẻ trước sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối hữu công đã vì quốc quên thân bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu và kính thỉnh Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó ban kiêm chánh thư ký ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè, nên sơ lược ý nghĩa hoa đăng và lời tưởng niệm. Xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử và các em khóa sinh. Lễ hội Hoa Đăng cầu nguyện quốc thái dân an là một nghi thức quốc gia có từ thời Lý, do đích thân nhà vua chủ trì. Thời ấy, với tên gọi là lễ hội đèn quảng chiếu, triều đình đã đưa ánh sáng Phật Pháp đến khắp muôn nơi nhằm tôn vinh hình ảnh an lạc, thanh bình, thịnh trị của quốc gia và dân tộc. Tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp ấy của Tổ tiên, trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, chúng ta hoan hỷ cung đón nguồn ánh sáng tâm linh tràn đầy từ bi trí tuệ, để sống trọn vẹn lòng mình với quê hương đất nước và Phật Pháp. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ khưu, có bốn loại ánh sáng rực rỡ: ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng rực rỡ của lửa và ánh sáng rực rỡ của trí tuệ. Trải qua hàng ngàn năm, dân tộc ta đã noi theo ánh sáng trí tuệ đó mà bước ra khỏi bóng tối của khổ đau, nô lệ và hận thù. Thế giới đang còn đó những xung đột bạo động, chiến tranh, môi trường đang từng ngày bị hủy hoại, không ít người lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh tật, trẻ em không được học hành. Bấy nhiêu những khổ đau bất hạnh đã đủ để chúng ta khởi lòng trắc ẩn. Xin hãy cùng nguyện cầu sự bình an vô hại đến với mọi loài, để người người được thể hiện lòng thanh tịnh, bình đẳng và sự tử tế đối với nhau. Hàng ngàn hoa đăng đang được thắp lên mọi nẻo quê hương, tan dần đi những u tối của cuồng si và hận thù. Từ lễ đài trang nghiêm rực sáng, với muôn lòng hòa hợp, chúng ta cùng nguyện xin ánh sáng tử quang, ánh sáng trí tuệ soi chiếu khắp nơi nơi, để thế giới được hòa bình, xứ sở non sông Đức Việt được ngày một thanh bình, thịnh vượng. Ánh sáng từ bi trí tuệ đang lan tỏa. Xin hãy nối truyền ánh sáng này trên khắp nẻo quê hương bằng ý nghĩ, lời nói và hành động yêu thương, để cho quốc gia thái bình, nhân dân lạc nghiệp.
Kính thưa hương linh các anh hùng liệt sĩ, trong sâu thẳm trái tim của mỗi người dân Việt, sự ra đi của các anh là nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn. Trong giờ phút trọng thể và thiêng liêng này, với tấm lòng tưởng niệm vô biên, biết ơn vô hạn, sự đồng cảm vô cùng vô tận và lòng từ bi chan hòa khắp pháp giới, bằng Phật lực gia trì và năng lực chú nguyện của chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị đại biểu, các tín đồ Phật tử và hơn 1.300 khóa sinh sẽ giao cảm với anh linh các anh hùng liệt sĩ trong thế giới vô biên. Một nén tâm hương kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã vì nước quên thân, vì dân quên mình. Các anh hãy an nghỉ cho ngàn thu in bóng, hình hài hòa quyện với non sông và sẽ sống mãi trong lòng dân tộc. Trong trang sử rạng người của đất nước Việt Nam quang vinh, nguyện cầu anh linh các anh được an lạc, thảnh thơi nơi Tây Phương cực lạc. Nhớ năm xưa, hoài chí cả người trai đất Việt, noi tấm gương truyền thống anh hùng, trượng nghĩa cao con cháu tiên rồng, nêu khí tiết giống nòi hào kiệt. Bầu máu nóng nộ khối gan liền, nhắm nơi tiền tuyến, bước chân đi chẳng hẹn ngày về. Niềm thương yêu xứ sở quê hương, cha mẹ vợ con đành gác lại, Tổ quốc là trên hết. Đem máu xương xây nền độc lập, nước hùng cường dân tộc tự do, cho toàn dân áo ấm cơm no, cho Tổ quốc phú cường văn hiến. Than ôi, trung kiên khí tiết dân tộc anh hùng, Tổ quốc ghi công nhân dân tưởng nhớ. Vì nước quên mình, sống oanh liệt, chết càng oanh liệt. Xả thân báo quốc, sống vinh quang, chết cũng vinh quang. Cảm thương người bom rơi đạn lạc, tai nạn chiến tranh. Xót thương kẻ họng súng mũi tên, chết oan vì giặc. Nhờ Đức Phật độ về cõi tịnh, nương tiếng kinh thoát kiếp đau binh. Nơi dạ đài các chiến sĩ có linh, theo thể phách về trai đàn chứng giám. Nay thời đất nước hòa bình, quốc gia hưng thịnh. Chiến tranh tuy đã đi qua, nhưng dấu vết vẫn còn in trong tâm khảm. Vậy nên hôm nay tăng chúng vân tề, nhân dân kết tập, đại chúng đồng thanh khấn nguyện, cầu hương linh chóng được siêu sinh, mong linh phách xuôi nguồn tịnh cảnh. Kính dâng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thượng chúc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, quốc gia phú cường. Phật Nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa. Giải tấm lòng thành, biểu văn thường tấu, kính mong chứng giám. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này, chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức cùng quý vị đại biểu, các em khóa sinh, chúng ta khởi thân làm lễ niêm hương cầu nguyện. Nguyện
đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cũng dâng ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ sông mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm rất sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan than ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sinh tinh thường vắng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy. Chi a tâm a định a lễ a nam a mô thập a phương a thường a trụ tam bảo. Chi a tâm a định a lễ a nam a mô thập a phương a thường trụ tam bảo. Chi a tâm a định a lễ a nam a mô thập a phương a thường trụ tam bảo. Bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm. Bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiến ngũ uẩn giải không độ nhất thiết khổ anh xá lợi từ. Bất di không không bất di xa xa tứ thì không không tức thì sắc thù tưởng ngày thứ tia phụ như thì xa lợi từ thì chư pháp không tương bất sinh bất diệt. Bất cầu bất tinh bất tăng bất giảm thì cô không chung vô sắc vô độ tưởng ngày thức vô nhãn nhĩ thì thiệt thân ý vô vô sắc thánh hương vì số pháp vô nhãn giới nãi chi vô ý thứ giới vô vô mi địa vô vô minh tần nãi chi vô lão tử diệp vô lão tử tần vô khổ tâm diệt đạo vô trí địa vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tát đoạ y văn nhã ba la mật đa cố tâm vô quài ngài cô vô khổng phổ biến lý điên đạo mộng tưởng cứu kinh niết bàn
tam thế chư Phật Di Bà Nhã Ba La Mật Đa Cô Đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Cô Chi Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đàng Đàng Chú Năng Trừ Nhã Thiết Khổ Chân Thờ Bất Hư Cô Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tư Thiết Chú Biết Yết Đế Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Và Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Tăng Đế Bồ Đề Tăng Và Ha Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Và Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Vãng Sinh Tịnh Độ Thân Chú Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Ta Già Đà Già Đà Địa Già Tha A Di Lị Đô Bà Thị A Di Lị Đà Thất Nam Bà Thị A Di Lị Đà Thị Ca Lan Đế A Di Lị Đà Thị Ca Lan Đà Già Di Nhi Già Già La Chi Đa Ca Lê Sa Bà Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Địa Già Tha A Di Lị Đô Bà Thị A Di Lị Đà Tất Nam Bà Thị A Di Lị Đà Tỳ Ca Lan Đề A Di Lị Đà Tỳ Ca Lan Đà Già Di Nhi Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Sa Bà Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Địa Già Tha A Di Lị Đô Bà Thị A Di Lị Đà Tất Nam Bà Thị A Di Lị Đà Thị Ca Lan Đế A Di Lị Đà Thị Ca Lan Đà Già Di Nhi Già Già La Chi Đa Ca Lệ Sa Bà Ha A Di Đà Phật Thân Kim Sa Tương Hào Quang Minh Vô Đẳng Luân Bạch Hào Uyên Truyền Ngũ Tu Di Hàm Bồ Trường Thanh Tư Đại Hải Quang Trung Hóa Phật Vô Số Hương Hóa Bồ Tát Chúng Diệp Vô Biên Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sinh Kiều Phẩm Hàm Linh Đăng Bì Ngạn Nam Mô Tây Phương Cử Là Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô Tây Phương Cử Là Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô Tây Phương Cử Là Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Hiện Tại
đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thượng truyền phong điều vũ thuận quốc thái dân an. Gia gia vô cơ cần chi nghiêu sứ sứ hưởng thái bình chi thuấn nhật. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm Kỷ Hợi, tức ngày 18 tháng 7 năm 2019. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức đêm hội hóa đăng cầu nguyện quốc thái dân an. Tri ân các anh hùng liệt sĩ giờ này, toàn thể công đức xin nguyện hồi hướng cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Lại nguyện mười phương chư Phật điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Di Ni Phật Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Từ bi tiếp độ chư vị chiến sĩ anh hùng liệt sĩ cùng chư vị chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn thập loại cô hồn, đằng đằng sàng linh trùng trùng quyến thuộc tốc xà mê đồ siêu sinh tịnh cảnh. Phổ nguyện âm siêu dương thịnh hà yên hà thanh pháp giới chúng sinh tình dự vô tình tề thành Phật ni đạo a nam mô a di đà Phật. Toàn thể các em khoa sinh hãy cầm hoa đăng lên tay. Cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể quý vị các em khóa sinh hướng về Phật đài phát nguyện hoa đăng. Dâng ngọn đăng trên tay, dâng ngọn đèn trí tuệ, dâng ngọn đèn trí tuệ, chúng con xin cầu nguyện, chúng con xin cầu nguyện quốc thái và dân an, quốc thái và dân an, mưa thuận cùng gió hòa, mưa thuận cùng gió hòa, thế giới luôn hòa bình, thế giới luôn hòa bình, nhân dân thường an lạc, nhân dân thường an lạc, Phật pháp được trường tồn, Phật pháp được trường tồn. Dâng ngọn đăng trên tay, dâng ngọn đăng trên tay, dâng ngọn đèn trí tuệ, dâng ngọn đèn trí tuệ, chúng con xin cầu nguyện, chúng con xin cầu nguyện quốc thái và dân an, quốc thái và dân an, mưa thuận cùng gió hòa, mưa thuận cùng gió hòa, thế giới được hòa bình, thế giới được hòa bình, nhân dân thường an lạc, nhân dân thường an lạc, Phật pháp được trường tồn, Phật pháp được trường tồn. Dâng ngọn đăng trên tay, dâng ngọn đăng trên tay, dâng ngọn đèn trí tuệ, dâng ngọn đèn trí tuệ, chúng con xin cầu nguyện, chúng con xin cầu nguyện quốc thái và dân an, quốc thái và dân an, mưa thuận cùng gió hòa, mưa thuận cùng gió hòa, thế giới được hòa bình, thế giới được hòa bình, nhân dân thường an lạc, nhân dân thường an lạc, Phật pháp được trường tồn, Phật pháp được trường tồn. Nam mô vô tận đăng Bồ Tát, Nam mô vô tận đăng Bồ Tát, Nam mô vô tận đăng Bồ Tát,
Nam mô vô tận đăng Bồ Tát. Nam mô vô tận đăng Bồ Tát. Nam mô vô tận đăng Bồ Tát. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo, đều chọn thành Phật đạo. Và giờ này chúng con cùng thỉnh chư tôn đức cùng quý vị đại biểu các em khóa sinh hãy dành một phút tĩnh tâm để cầu nguyện. Phút cầu nguyện xin được bắt đầu. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức, quý vị đại biểu đồng an tọa, các em hãy ngồi xuống để chuẩn bị cho nghi thức dâng hoa đăng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, vào giờ này là giờ phút linh thiêng trang trọng nhất. Xin toàn thể chúng ta hãy lắng đọng tâm tư hướng về lễ đài và chương trình dâng hoa đăng xin phép được bắt đầu. Mời toàn thể các em khóa sinh đứng lên, quỳ đứng. Gió đưa hương hồng trời,
Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các em khóa sinh thân mến. Chương trình Đêm hội Hoa Đăng cầu quốc thái dân an và tưởng niệm hương linh các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình vào giờ này đã được thành tựu viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân và cảm niệm công đức của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành kính tri ân Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Chư Tôn Đức trên địa bàn Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã về tham dự và cầu nguyện cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các quý vị lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Ninh Bình, các vị lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn, xã Gia Sinh sở tại. Trân trọng cảm ơn các quý vị phóng viên báo đài của trung ương, địa phương, các đạo hữu Phật tử, các mạnh thường quân đã về tham dự và cầu nguyện tri ân buổi lễ được thành tựu viên mãn. Chúng tôi cũng không quên tri ân công đức tới toàn thể các em khóa sinh đang tu tập khóa tu mùa hè tại chùa Bái Đính. Vào giờ này, chương trình đã được thành tựu viên mãn. Một lần nữa, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân chư công đức chư tôn đức, trân trọng cảm ơn toàn thể quý liệt vị. Trong khi ban tổ chức đã cố gắng hết sức nhưng không sao tránh được những sơ thất, ngưỡng mong Chư Tôn Đức, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội chúng từ bi hoan hỷ. Và chương trình lễ hội Hoa Đăng cầu quốc thái dân an, tưởng niệm hương linh các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào giờ này đã được thành tựu viên mãn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc Chư Tôn Đức luôn luôn được mạnh khỏe, các quý vị đạo hữu và quý vị đại biểu thân khỏe tâm an. Chúc các khóa sinh tinh tiến tu tập và thành tựu trong khóa tu mùa hè 2019. Và chương trình xin được kết thúc tại đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.